Là namespace nsp.php, nsp và có một file index.php nằm trong đấy. Tôi sẽ làm như sau, code php này. Tôi tạo ra một class tên là model A. Trong này tôi chẳng viết cái gì. Tôi sẽ có cái $A bằng new model A như này. Còn tôi va đâm ra cái A này có chạy không? Nếu mà tôi viết như thế này có chạy không? Vì sao có? Vì tôi không có lỗi là chạy đúng không? Ok, sao chạy? Chạy thử là biết. Chạy đúng không? Rồi, nếu tôi viết như thế này có chạy không? Có lỗi đâu. Trong PHP, trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng sẽ không bao giờ cho các bạn khai báo những thứ ví dụ như kiểu là tên lớp trùng nhau này, tên hàng trùng nhau, không bao giờ cho phép. Được chưa? Bởi vì nếu các bạn biết này thì trong trường hợp ví dụ như có cho phép nhé, và hai lớp này sẽ có những cái nội dung khác nhau, ví dụ như có những cái hàm khác nhau, chẳng hạn là nó không hoàn toàn giống nhau thì còn dễ. Nếu mà trong cái lớp hai lớp thì có những cái hàm khác nhau, chúng ta lưu cái mô đồ A này thì nó không biết được là phải dùng cái mô đồ nào đã dùng bằng, được chưa? Nó không biết đâu, cho nên chúng ta không thể nào đặt được tên hai cái lớp trùng nhau. Tiếp theo này, thế nếu mà tôi không thích viết hai cái trùng nhau thì tôi đưa ra như thế nào? Đây là model A1.pp và một cái nữa là model A2. Trong mỗi thằng này tôi cắt cái này ra. Và đây tôi xóa bén cái thằng này luôn. Require one model A1.php và model A2.php. Như này có lỗi không? Vì sao có? Nó lại giống như vậy, B2 nội dung bất đồng chỗ, giống như xì bền nhau, chẳng khác này gì. Không, này nó lỗi. Đúng không? Thế vậy là, tức là chúng ta tách ra những cái hàm, tách ra những cái file khác nhau, và tên tag giống nhau, và đi qua chung vào một chỗ vẫn sai. Sau này khi mà chúng ta làm dự án lớn, bán thật đấy, thì sẽ có khả năng là chúng ta phải làm với tên, tức nói trường hợp xấu. Và trong có khả năng là chúng ta phải làm với khoảng 2 đến 3 cái cơ sở dữ liệu khác nhau. Cái chuyện bình thường, một project dùng MySQL, SQL Server cùng với nhau được. Một cái project dùng SQL và MySQL và MongoDB được. Không ai cấm cái điều đấy cả. Tức là một project dùng hai loại DB khác nhau. Thế nếu trong hai loại DB cùng có một loại, cùng có một cái bảng tên là product, thì tôi sẽ phải tạo ra hai loại mô đồ. Một mô đồ kết nối đến MySQL, một mô đồ kết nối đến MongoDB. Và hai cái mô đồ đấy tôi phải đặt tên là product để người khác đọc hiểu. Đúng không? Thế tôi dùng kiểu gì? Nếu mà tôi không có cách nào để phân biệt thì tôi trong project của tôi tìm vào thằng product. Đúng không? Thì chúng ta vẫn dùng được, vẫn được khả năng, vẫn có khả năng được phép tạo ra các tên class giống nhau và tên hàm giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải set nó trong một cái không gian tên. Giống như cái việc là tôi rất hay lấy ví dụ kiểu là dạng là nhà cửa. Ví dụ thằng Doãn và thằng Chí Minh cùng tên là mình.
hai thằng cùng tên là mình sống trong cùng một khu phố, đúng không? Đây, đây là nhà thằng mình, đây là nhà nhà số 1, có thằng con này tên là Doãn. Nhà số 2 cũng có thằng con tên là Doãn. Được chưa? Thế là thằng sĩ đứng ở trước cửa này không biết là Doãn ở đâu, đứng đây, thằng này đầu lông xương chéo, đúng năm chân luôn, đúng không? Kêu Doãn ơi. Thế thằng còn lại, thằng này nghĩ chắc nó chừa mình chán, thằng này cũng như thế, tóm lại là đứng hết thằng nào ra, đúng không? Chính xác chưa? Phần mềm nó cũng thế, con trai của chúng ta cũng vậy. Khi mà côn thằng Doãn, Doãn ơi, không biết thằng nào chẳng, đúng chưa? Thế cho nên người ta khi mà côn, khi mà làm, khi mà gọi chính xác một người nào, người ta gọi là thằng Doãn nhà số 1 hay là thằng Doãn nhà số 2, thì bên thằng Doãn nó có phải đang ở trong nhà không? Đúng không? Thằng Doãn có ở ngoài đường không? Nó chạy ở trong nhà đúng không? Thì cái phạm vi, cái file ấy, cái file hay cái thư mục mà nó thuộc về ấy, các bạn nhìn thấy cái thư mục hay là cái thằng Doãn này coi như là một file nhá. Còn cái nhà nó ở là một tên thư mục bởi vì còn bố mẹ, anh chị em, đố, chó, các thứ kiểu trong nhà chứ đúng không? Thì mỗi một cái thành phần đấy là một file. Còn cái ngôi nhà này, nó là một không gian. Một không gian. Thì chúng ta đánh số nhà thì chúng ta gọi là ở thực tế là số nhà. Chứ còn khi mà đưa vào lập trình chúng ta gọi là không gian tên. Tên của không gian này. Được chưa? Thì khi mà chúng ta lập trình chúng ta gọi chính xác một cái lớp hoặc là một cái hàm ở trong cái file nào đấy ra ngoài, thì chúng ta phải gọi cái không gian tên của nó. Logic sẽ là như sau. Use namespace sườn, nhớ là sườn từ trái xuống phải nhé, class name đó, sườn class name. Và nếu mà cần thiết hai thằng dùng hai thằng, thằng này cũng là Doãn, thằng này cũng là Doãn, sau này new Doãn này mà tôi use cả hai thằng như thế này để phân biệt được chắc chắn là người ta dùng thằng Doãn số 1 hay thằng Doãn số 2, thì chúng ta có thể là thêm một cái alias cho bất kỳ thằng nào đấy, S Doãn 1 chẳng hạn như này, thì nó sẽ phân biệt được cái lớp nào là cái lớp cần phải sử dụng. Thì ví dụ như sau, Model A, cái này tôi sẽ có là class namespace. Namespace là toàn chân giáo, toàn chân, phải toàn chân. Được chưa? Namespace là thằng này thuộc phái toàn chân. Còn thằng này, thằng Doãn này, namespace là thuộc tòa phái toàn tay. Đúng không? Toàn chân giáo và toàn tay giáo. Xong chưa? Thì bây giờ khi mà chúng ta muốn sử dụng cái lớp nào, ví dụ ở cái lớp toàn tay này, thì chúng ta có cái function get name bằng echo ra là toàn tay giáo. Rồi, ở trong này tôi sẽ viết cũng echo get name, nhưng mà ở đây tôi echo ra là toàn tay giáo, toàn chân giáo. Xong thì ở đây khi sau khi require hai thằng này xong, tôi sẽ tiến hành là use toàn chân sược model A như này thôi, và thằng dưới là toàn tay model A. Bởi vì hai cái lớp chúng ta chủ yếu quan tâm đến cái lớp này, tên lớp đó là model A đúng không? Nhưng mà tôi muốn phân biệt thằng này là thằng này với thằng kia. S toàn tay model A, còn thằng trên thì kệ đó, chẳng ảnh hưởng gì cả. Và đây khi mà tôi muốn cái model A này, khi mà tôi viết như này, thì nó sẽ hiểu là cái biến A này thuộc về cái lớp toàn chân model A. Và tôi có thể là gọi ra đây là cái biến A trở đến
get name. Chạy đi chưa? Đúng là toàn chân giáo. Bây giờ chúng ta sẽ toàn tay model. Đúng là toàn tay giáo. Đấy là khái niệm về nameplate của chúng ta. Và đặc biệt sau này khi mà các bạn làm dự án rồi đấy, hoặc là làm dự án 2 hay là làm bài cho tôi, cũng nghiêm cấm thảo đặt tên cũng đúng rồi. Tôi đặt tên như này để chúng ta dễ hình dung thôi. Trong thực ra thường thường tôi hay nói cái gì, tên lớp nên giống tên file đặt, đúng không? Mà tên file đặt thì hay đặt trong cái thư mục, ví dụ như kiểu là cái thằng toàn chân giáo này, thằng toàn chân giáo đúng không? Thì nên đặt cho nó vào một cái thư mục tên là, ví dụ như kiểu là toàn chân với tay gì đêm. Ví dụ thằng này nó sẽ đại diện cho một cái model ở trong MySQL đúng không? Thì tôi sẽ có là MySQL model chẳng hạn. Và tôi sẽ bê cái thằng, tôi sẽ tạo ra một cái file. Ví dụ đây là product.php. Đúng chưa? Thì ở trong này tôi sẽ có một cái class app đi. Và luôn luôn bắt đầu bằng namespace. Namespace là MySQL model. Để phân biệt mà, cái namespace thường thường là cái đường, cái cấu trúc dẫn đến thư mục. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ có một cái class tên là product. Đây là get name. Làm get name này nó return ra là MySQL model trở đến product. Và ở dưới tôi sẽ sử dụng MongoDB đúng không? Tôi sẽ có là Mongo model new file cũng tên là product.php. Hai cái này là hai cái model cùng tên là product. Nhưng mà một cái thuộc về MongoDB, một cái thuộc về MySQL. Mongo model. Đây. Và ở ngoài index này để được sử dụng được hai cái lớp kia thì tôi đều phải require one cái mongo model.php và mongo model sược product.php. Còn ở đây tôi sẽ sử dụng là MySQL model sược product.php. Và ở đây khi sử dụng thì tôi sẽ có mongo model sược product. Còn ở dưới này thì nó sẽ là MySQL model sược product. S là M model chẳng hạn, M product chẳng hạn. My cái gì? Đây là lỗ tai. My product đúng không? Thì ở đây tôi sẽ để đây là product thường. Ủa xong ra gì ta? À đây là phải echo Mongo model product. Và ở đây nếu tôi để là my product thì sẽ là MySQL model product. Đấy là cách dùng namespace. Đúng chưa? Khi mà các cái lớp chúng ta có cùng tên với nhau thì nó bắt buộc làm việc này. Bắt buộc là cái việc namespace này. Chứ không thể nào mà chỉ bị quay không mà đủ. Để chúng ta phân biệt được với nhau. Bởi vì sao? Ngày xưa ấy, khi mà tôi bắt đầu được tiếp xúc với cái namespace để đọc bài chẳng nhiều như đọc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thề luôn. Đọc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh chẳng nhiều với mẹ này. Sau bắt đầu là cái làm về cái gì nhỉ? Framework. Tôi dùng thằng đi ngược, tôi làm framework trước, sau đó tôi quay lại học cái cơ bản. Mình chỉ nhìn những cái đoạn này. Thì nó dễ. Mà không hiểu yêu là cái gì luôn. Tôi giải thích thì thấy dễ. Nhưng mà lúc đầu tôi đọc nó chẳng yêu mẹ gì. Tôi chỉ biết là cái if này nó là mình muốn sử dụng cái lớp nào ở đâu thì kém lên xoay lên cái mát nó lên thôi. Nếu mà khác muốn khác nhau thì S thêm cái alias thì là xong. Tôi chẳng biết cái hình nó là cái gì. Sau rồi cuối cùng là mình biết được chúng nó cũng có lên xoay, cũng yêu. Nên thiếu bố mới bị quả.
Tôi thề đó, tôi chiếu cái điện thoại này, mang luôn chạy. Tôi mất khoảng 2 tuần, tôi trả cho một cốt rồi. Làm giống y chúng nó, mỗi tuần không chặn. Cuối cùng vì ra thì chúng nó dùng cả 1 giờ. Mình hút chay, mình không biết cái này. Thì mình cứ yêu. Đấy là cốt không có gốc, cho nên là sao còn có một thời gian nữa. Mình cứ nghĩ là thì nó đó là dùng cả đi qua, cả đi qua rồi lại còn dùng yêu và cái mẹ gì. Chẳng hiểu. Thế lúc đấy tại sao không nghĩ nó đặt vô nó hai cái tình lát khác nhau thì mình nhảy đưa ra sao? Đúng không? Đặt ba hai lát khác nhau cho nên thêm con nó vuông. Là thêm phần nữa. Đơn giản. Đấy là cái gì? Đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu mà làm dự án to, làm một mình thì dễ. Ông thích đặt cái mẹ thì ông đặt. Nhưng mà nếu làm dự án to thì ông đặt thì có bảo ông có một. Đúng không? Nếu mà làm không đủ đấy, ông chia cái một đàng hoàng thì người ta chụp nó, không biết tìm đâu. Không biết tìm đâu. Không biết thằng nào là như thế nào. Được chưa? Đấy. Kiểu tôi không làm được cái gì, tôi hay nghĩ về cái đấy. Hay nghĩ về kể cả lúc đi ngủ. Cũng kiểu lăn tăn là thằng này làm kiểu gì cho nó chẳng khó chịu kiểu đấy. Được chưa nhỉ? Bây giờ nha, còn một phần nó dễ hơn này, làm cho nó dễ hơn này. Phần này chúng ta có thể làm được nó dễ hơn nữa. Chúng ta làm xong cái phần này chưa? Cứ làm đi đã, xong tôi sẽ cho chúng ta thấy một cái phần nữa là hay. Copy lại cái mới này đi. Cứ lại lên nhá. Copy lại cái mới này đi, xong chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái composer. Đã nghe đến composer bao giờ chưa? Chưa làm bao giờ gì? Ok, làm. Xong rồi lên để lên cho các kéo đi. Và từ giờ trở đi chúng ta không phải đi qua bất kỳ mối quan hệ nào với bạn. Sai không? Chỉ sử dụng im. Chứ không cần thiết phải đi qua tên của nào với bạn. Đỡ khổ. Xong rồi chuẩn bị thằng Doãn làm xong assignment chuẩn bị đập đi làm lại hết rồi. Thật mà, hai chuẩn bị đập đi làm lại này. Xong chưa? Kéo về đi. Sau đó các bạn cài cho tôi cái thằng này vào. Đúng nhỉ? Đúng rồi, getcomposer.org. Bây giờ framework nào cũng cần thế cả. Bởi vì cái composer này nó có hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là setup môi trường cho công ty của chúng ta. Lợi ích thứ hai là các bạn hàng ngày làm cái tổ chức nó quản lý tất cả các thư viện của PP. Tất cả các thư viện của PP ở trong này. Sau này chúng ta muốn sử dụng thư viện nào thì chúng ta chỉ cần gõ một câu lệnh cho command line, nó sẽ tự động kéo lên và đi qua trong project của mình. Mình chỉ sử dụng thôi. Được chưa? Tải cho tôi thằng này về. Cài vào máy. Cài vào máy thì cứ nhanh thôi. Cứ thế đấy. Cho đến bao giờ nó sẽ có một cái đoạn là browse. Browse đến cái file PHP. Thì cái này này, khi mà các bạn lưu ý này, khi mà bạn cài composer ấy, đến cái đoạn chọn cái file php.exe thì chúng ta nên chọn nó vào trong cái thư mục sam. Trong sam nó có một cái thư mục tên là php, kéo xuống dưới cùng của cái thư mục đấy có một cái file là php.exe thì các bạn chọn nó vào đây xong rồi đấy tiếp, thì đấy là bước khó khăn duy nhất. Và yêu cầu khi cài cái này máy thì các bạn phải có mạng của internet thì mới cài được nha. Nó hơi mất thời gian một tí.
Đào đào, máy tôi thì tôi cài rồi mà nó nát. Ở Linux hay nó cài cũng khác, không giống bên Windows. Cho nên là các bạn cứ về các bạn cài này đi. Xong rồi đến buổi sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cài trên Windows như thế này. Bỏ qua đấy. CMD lên thôi. Gõ Composer, Enter xuống. Đây. Nó ra cái chữ Composer to vật này và cái version của bản Composer hình như bản của chúng ta là bản 1.5 thì phải. Bây giờ chúng ta mở cái thư mục chứa code của mình ra, thư mục của tôi là thư mục NSP này. Thì tôi xem các bạn giữ ship, các bạn giữ ship và chuột phải vào trong cái thư mục ấy. Giữ ship chuột phải thì nó sẽ hiển thị ra một cái dòng là open command window here hoặc là open PowerShell here. Thì kích vào đấy nó sẽ tự động mở ra cái thư mục CMD chọn trong cái project. Ở đây. Open PowerShell. Rồi nào, đây này, tiếp theo này. Rồi bạn nào không theo dõi kịp thì về xem video nhá. Mở cái command line các bạn để ý này. Như bình thường tôi mở cái terminal, mở command line lên nó sẽ ở cái thư mục gốc. Ở các bạn thì nó sẽ là cái ổ C này, /user, /tên các bạn. Nếu mà như thế. Còn nếu mà ở, nếu mà chúng ta chuột phải vào giữ ship này, giữ ship chuột phải vào thư mục ấy và open command window here ấy, thì nó sẽ ra cái đường dẫn đến, thấy NSP, thấy tên thư mục không? Nó sẽ là cái đường dẫn đến thư mục của chúng ta. Đấy là cái command line trỏ trong project đấy. Sau đó chúng ta gõ tiếp là composer cách init. Sao con máy mình chạy chậm thế nhỉ? Đấy, init này, vendor này. Thì giờ đây, cái này các bạn cứ kệ nó, enter xuống, description kệ nó, author thì chúng ta nếu mà chưa có thì viết lại theo cái định dạng này. Viết lại ví dụ như kiểu là thiện TH đọc cách này, đóng mở hoặc đóng nhỏ hơn này. Xong email thiện TH32 hoặc là thiện TH3-fpt.edu.vn. Đóng vào này thôi. Minimum kệ nó, package kệ nó, license kệ luôn. Dependency no, gõ no vào đây. Cứ làm đi. Thank you.
Cũng tham khảo thôi. Tiếp. No. Yes. Để kết thúc. Sau khi kết thúc xong, các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn lưu ý này, sau khi kết thúc xong mở cái project ra, các bạn sẽ nhìn thấy một cái file tên là composer.json. Được chưa? File này nó giống như là npm. Nếu mà bạn nào làm JS quen thì sẽ thấy là nó giống như npm. Cái file package.json. Cái file này nó sẽ là nơi để chúng ta cài setup các cái config cho hệ thống của mình, cũng như là cài thêm thư viện. Ví dụ như kiểu là tôi muốn cài thêm một cái thư viện khác thì tôi, các bạn xem thôi nhá. Ví dụ tôi muốn cài thêm một cái thư viện để quản lý ra cái route của mình ấy. Cái route nằm đang làm trong index đúng không? Bây giờ tôi muốn làm một cái file để quản lý cái route của tôi. Thì tôi sẽ là composer tag require ph route enter xuống. Nếu mà có mạng nó sẽ lên internet nó tải cái máy đi. Được chưa nhỉ? Từ đây thì các bạn có thể là sử dụng như sau này. Ví dụ các bạn muốn, tôi muốn lấy cái, các bạn nếu mà các bạn biết framework Laravel ấy, thì nó rất là nổi tiếng với cái engine ở tầng view là Blade View đúng không? Blazor View, cái này. Thấy chưa? Ở trong Laravel thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo thư viện đấy về và xài được. Đây. Gensetzer Blade. Nếu mà tôi muốn dùng cái thư viện của thằng này public ra trên GitHub, tôi muốn dùng của thằng này nhá. Thế tôi muốn dùng cái thư viện của nó. Bạn kéo xuống một tí. Có nhìn thấy cái gì đấy không? Thấy không? Thì lại copy cái này. Đây xong rồi này. Thấy không? Nó cài xong, tải xong một cái thư viện này, tôi giờ cài tải thêm thư viện nữa thì tôi enter cái này xuống. Chờ tí nó sẽ tải. Sau khi tải xong thư viện thì nó, các bạn sẽ nhìn thấy một cái thư mục tên là vendor. Được chưa? Đây là cái nó tải cái thư viện của chúng ta về và nó đặt ở trong này. PS round này. Thấy không? Và buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng sau. Nhưng mà bây giờ ít nhất là chúng ta đã tải được cái thư viện được đây. Blade xong luôn rồi này. Đang tải Blade. Thấy chưa? Đây là cái lợi ích thứ nhất là nó, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thư viện của bất kỳ ai public ra trên composer về trong project của mình xài. Thì đỡ phải biết thêm những cái đỡ khổ hơn rất nhiều. Không, đây là một cái lợi ích. Cái lợi ích thứ hai, cái này phải chờ tí tôi đi copy về đã. Tôi không nhớ cú pháp viết như thế nào. Thấy không? Đây là cái lợi ích thứ hai này. Nào. Như lúc nãy chúng ta, nào nghe. Như lúc nãy chúng ta muốn dùng cái gì ấy, thì chúng ta phải require hết cái mớ này đúng không? Sau này càng nhiều class, chúng ta càng phải require nhiều. Và nó thậm chí nó còn nhiều hơn cả so với cái số lượng chúng ta use. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta muốn bỏ bớt những cái require đi, chúng ta có cái trò như sau. Trong Composer nó cung cấp cho chúng ta một cái phương thức là auto load. Các bạn lưu ý nha, nó là auto load. Là nó sẽ tự động, nó nén hết. Các bạn lưu ý này, nó sẽ nén hết tất cả những cái thư mục được config vào trong một cái namespace do nó quy định, do chúng ta tự quy định. Ví dụ như này, tôi viết vào đây là auto load. Đây là chuẩn để nén nhá. Đây là chuẩn để đặt tên. Thì chúng ta cứ cái nào ở Mongo model, các bạn lưu ý này,
cứ cái thư viện nào nằm trong Mongo Modal thì sẽ tôi viết cái tên project thư mục ở đây là Mongo Modal, thì sẽ được đặt tên namespace bắt đầu bằng Mongo. Thấy chưa nhỉ? Tất cả những cái mớ này sẽ được đặt tên là Mongo. Tiếp theo, nếu mà tất cả những cái thằng nào đặt tên ở nằm trong thư mục là MySQL Modal thì tôi sẽ đặt tên cho nó là MySQL Modal. Tôi sẽ đặt cho nó là My. Như này thôi. Thì các bạn coi nhá. Sau khi tôi đặt tên như này xong, tôi chạy một câu lệnh là Composer Done Auto Load để cho nó tiến hành nó quét. Cái câu lệnh này có tác dụng là nó sẽ quét qua những cái config nằm trong file Composer như sau, là nó sẽ đưa hết vào gì ấy, nó sẽ đưa hết vào trong cái file auto load ở trong thư mục vendor. Đây là lỗi, chờ tí tôi sửa. Ở đâu nhỉ? Ở dòng 18. Ở đây, dừng dấu phẩy. Alo. Hôm qua hỏi rồi. Chỉ có họ lại cho nó. Rồi, sau khi generate xong các bạn thấy này, lưu ý các bạn thấy này, là nó sinh ra cái auto load file, cái auto load file nằm trong đây này. Nhìn thấy auto load file không? Thấy chưa? Và bây giờ các bạn sẽ sửa lại cái phần này cho tôi. Namespace của thằng Mongo này là My đúng không? Mongo đúng không? Bỏ chữ Modal đi. Ở trong product ở dưới này là My đúng không? Đúng như những cái gì chúng ta đã config ở trong này, Mongo và My. Thì tiếp theo, ở index này chúng ta muốn sử dụng thằng nào ấy, chúng ta không cần phải require như này nữa, và chúng ta chỉ cần require one duy nhất một file thôi, đó là vendor. Vendor sược autoload.php quăng thái đi. Và bây giờ muốn sử dụng Mongo product thì chúng ta để lại đây là Mongo sược product. Ở đây là my modal s my product. Chạy project. À nhầm bên này chứ. Thấy như bình thường không? Chúng ta sẽ bỏ qua được toàn bộ những cái việc vendor, những cái file khác kể cả bây giờ nhá. Tôi viết thêm một cái nữa ở trong này. Tôi new file, đây là user.pp. Đây. User, đây là user. Đây cũng là user. Tôi muốn sử dụng cái thư viện, tôi muốn sử dụng cái class user này ở đâu thì tôi chỉ đơn giản là tôi use cái Mongo user tên lớp ở đấy, và đây tôi sẽ là user. Các bạn thấy nó chạy. Được chưa? Chúng ta loại bỏ toàn bộ, nhớ tôi là chúng ta loại bỏ toàn bộ những cái việc chúng ta require xử lý logic. Chúng ta chỉ require duy nhất một file là file auto load nằm trong vendor của Composer sinh ra thôi. Còn lại chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến nó làm chuyện này. Và ngoài ra chúng ta sau khi chúng ta làm cái config xong cái phần Composer này, chúng ta có thể xử lý rất là nhiều những cái thư viện, ví dụ Gen Sensor Blade này hoặc là phroot, Meet J Green. Đây. Mai tôi sẽ demo cho các bạn cái phần phroot này nó như thế nào, dùng cực kỳ sướng. Đây là code của thằng khác, dùng viết ra dùng lúc nào chẳng sướng. Đúng không? Đang muốn làm một cái framework mini nhỏ. Ngoài việc sử dụng code của mình ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái code của các cái nhà phát triển khác trên toàn thế giới nữa, thông qua thằng Composer này. Làm rất dễ, nhanh.
Dạ. Đã thấy tương lai màu mịt chưa? Đó, tập gì xưa lại. Cũng không được đi nhiều lắm đúng không? Ít thôi. Đỡ phải require nhiều thôi. Mà require các bạn ra lưu ý này. Ví dụ tôi bên thằng composer này vào trong cái project L08 đấy. Tôi chỉ các cái file kiểu cả các cái file trong controller nhé. Đây này. Các cái file controller ở trong này, ví dụ như home controller, bay controller, tôi bỏ quăng hết mấy cái này đi. Một lúc đấy muốn sử dụng cái product tôi chỉ là use namespace thôi. Chứ không cần thiết là phải tên mới đấy là bỏ hết require. Muốn dùng cái thiết bị gì use là xong. Đấy, nó sẽ tiện công của chúng ta rất là nhiều. Thấy chưa? Đấy, bài mai chỉ có vậy thôi. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thêm những cái thư viện khác. Và các bạn chuẩn bị bài dần đi, bài assignment 2 dần đi mà chấm nha. Còn có thời gian vài buổi cuối thì để thời gian mà làm bài thi thử.